Được gặp Hoài Tâm. Chào chị ơi, Mai. Chào chị Đa. Dạ, chào mọi người. Trước khi chị quay, chị có nghe tin tức gì chưa? Gì vậy ta? Tất cả các YouTuber mà làm review ở Busa này là được nhà chủ nhà hàng thối tiền. Chỉ riêng Quán Hương là coi như là YouTuber phải thối ngược lại cho Quán Hương. What the hell? Vậy hả? Dạ, bây giờ chị nghĩ là chị có nên quyết định rõ ràng. Con để chị tắt ra. Chị tắt. Vui quá. Bây giờ không có lũ vàng nha. Nha ơi, qua đây. À, bên đây đi chị, đi giấu. Bên đây. Không đủ. Dọn vô đây cho anh luôn đây nè. Rồi qua đây rồi. Khỏe hả Tâm? Dạ. Lâu lắm rồi chị Giang. Mấy năm hả Tâm hả? À, từ ngày mà chị giàu đến giờ luôn á chị Giang. Từ ngày mà chị giàu đến giờ luôn á chị Giang. Chưa có cơ hội gặp chị luôn á chị Giang. Mệt quá, cái gì mà giàu nghèo ở đây. Em nghe nói trên người chị là bây giờ từ trên xuống dưới. Trời ơi, cái gì vậy, cái hồn. Cái này phải cái hồn không? Cái này phải cái hồn toàn không? Cái này không phải hồn toàn. Còn cái này thì có trội vào trời ơi, trời ơi kìa, cái của Nga kìa. Hả? Cái của Nga kìa. Mình ngồi vô hết luôn. Dạ không đủ con. Ngồi bên đây con chỉ chặt cái bàn. Để lâu Tâm, Tâm đập cái quầy ra. Ngày hôm nay thì chúng ta mới đặt cái quầy đi. Tại vì hai YouTuber mỗi người đưa lại tôi 5.000 đô. Tôi sẽ đặt luôn cái đó. Ngồi được. Dạ thôi ngồi bên đây đi, đông lắm. Chị Mai qua đây, chị Mai qua ngồi với em. Tráng sĩ rồi, cha mẹ nữa. Trời ơi, được gặp chị Hiền Mai nữa. Ở bên Việt Nam không gặp nha, mà qua bên nước ngoài mới gặp. Em cũng vậy, em mới vừa nói em coi như là không gặp chị. Em về Việt Nam là giới thiệu hai lần luôn mà em không gặp được chị. Tiểu thơ ở trong nhà, không. Thôi về đi chứ, ngồi chật quá sao ăn. Chị Mai ngồi, chị Mai hoặc chị Mai qua ngồi em nè cũng được. Chị Mai ở đây hả? Ồ, chị Mai ở tiểu bang nào? Ở đây luôn á hả? Ồ. Hôm bữa em nghe Hùng Bối nói chị đi đâu về. Dạ. 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 Chị ở 1 tháng cưng. Bữa giờ là mới có 1 tuần mà phải. Tuần rồi, tuần rồi. 15 này chị đi về chị nhà chị chơi. Xong rồi chị đi New York. Nhớ vô nhà trắng đâu này nhỏ nha. Ra đi qua New York nhớ thế có nhiều cái để làm YouTuber lắm nha. Yeah. Tâm ơi, nãy giờ em nói YouTuber. Chị Giang đi là lời chứ đâu có lộ chị Giang ha. Sao vậy cơ? Tại vì mình đi qua mình tốn khoảng 30 tập nhưng mà YouTube là chị làm 30 tập. Trời ơi, YouTube chị học ít lắm, lâu lâu chị vui chị quay à chứ không phải như Thúy Nga. Dạ. Trời Thúy Nga nó là chị dành mặt em như chị Giang. Đây là hai bà YouTube. Một ba em đi Hollywood em làm có 8 tập à. Chị nói cái gì mà chị nói quá à. Đó. Nhưng mà em nhìn thấy là bên kia nó vẻ chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp chị là quay là kiểu như quay kỷ niệm vậy thôi. Bởi vì chuyên nghiệp là bà Nga mới sắm cái nhà 1.3 triệu. Trời ơi, quá trời luốn. Qua đây là kiếm tiền mua nhà đâu nè, kiếm đại gia thẳng rồi, kiếm bên đây là kiếm tiền. Trời ơi, chị đâu có vậy hả? Bài hàng khủng, nhà hàng khủng. Thiệt luôn đó hả? Nghe đâu hàng khủng chứ em không biết. Đâu có, chị Giang bây giờ ngủ nhà đại gia đó. Ủa, chị Hà 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 Hà
vui quá là gặp mấy quán của quán Hương, gặp Hoài Tâm đó, vui quá, đông lắm cùng mẹ đó. Dạ hôm rồi. Nay hôm nay cũng bớt đông lại đến đây lắm, xin lỗi hết cả nhà. Dạ xin lỗi, dạ bây giờ cái quan ồn quá, dạ xin lỗi các quý vị, bye bye mọi người.